Điểm tin Việt Nam vào ngày 7 tháng 2 2020 Cập nhật về tình hình dịch bệnh coronavirus Không được dạy thêm với học sinh tiểu học và học sinh học 2 buổi một ngày Slovakia trục xuất nhà ngoại giao Việt Nam Và sau đây là phần tin chi tiết Cập nhật về tình hình virus corona Những con số không hề giảm trước tình hình dịch bệnh coronavirus Theo thống kê của báo sao China Morning Post trong ngày thứ Năm 6 tháng 2 đã có thêm 73 người chết, nên tổng số người chết vì bệnh lên tới 640 người, và số người nhiễm bệnh là 31.546 người. Tại Việt Nam có thêm hai ca nhiễm bệnh tại ổ dịch Vĩnh Phúc, nơi có số nhiễm bệnh trên toàn quốc là 12 người. Ông Michael Ryan, người đứng đầu của chương trình cấp cứu sức khỏe của WHO, đã cho biết còn quá sớm để đưa ra dự đoán về việc liệu dịch có bùng phát hay không. Vào ngày 6 tháng 2, thì cũng một nhóm nhà nghiên cứu ở Hồng Kông đã cho biết họ đã phát minh ra một thiết bị có hiệu quả kinh tế đã giúp xác định virus corona chủng mới 2019 ncov chỉ trong 40 phút, theo báo South China Morning Post đã lan tin. Trong khi đó, thì các nhà nghiên cứu trên thế giới đang tăng tốc để chế tạo thiết bị mới giúp cho quá trình kiểm tra bệnh nhanh hơn. Việc phát hiện một người nhiễm virus corona chủng mới đang là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Theo truyền thông trong nước đưa tin, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có quyết định về việc ban hành quy định liên quan đến việc quản lý dạy thêm, học thêm. Quy định nêu rõ những trường hợp không được dạy thêm bao gồm học sinh đã được nhà trường tổ chức học 2 buổi một ngày. Học sinh tiểu học, ngoại trừ các trường hợp, bồi dưỡng thị thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Ngoài ra thì quyết định cũng đưa ra nguyên tắc dạy thêm, học thêm như sau. Hoạt động dạy học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh. Không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học. Không cắt giảm chương trình chính khóa, không dạy trước chương trình để đưa vào nội dung học thêm. Học sinh tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý, không dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc. <laughs> Truyền thông Slovakia đưa tin cho hay, thông báo của Bộ Ngoại giao Slovakia vừa lan báo trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam, đại sứ Dương Trọng Minh ở Bratislava và ra thời hạn cho người này phải rời khỏi Slovakia trong vòng 48 tiếng vì liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức vào năm 2017. Slovakia đưa ra quyết định nghiêm trọng này có liên quan đến phán quyết cuối cùng của tòa án Phúc Thẩm Đức về vụ bắt cóc một người Việt Nam. Hiện tại, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Phía Đức nói, ông Trịnh Xuân Thành đã bị tin báo Việt Nam bắt cóc trên một con phố ở thủ đô Berlin và được chở qua Slovakia, sau đó mang về Việt Nam bằng máy bay mượn của Slovakia để đưa sang Nga, từ đó đem về Hà Nội nơi ông bị xét xử và kết án tù trung thân vào năm 2018 vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Bất chấp các cuộc điều tra và khoán quyết từ tòa án Đức, cho tới nay thì Hà Nội vẫn khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh tự về nước đầu thú. Kính thưa quý vị, để theo dõi các chương trình qua trang Facebook tin mừng cho người nghèo, thì xin mời quý vị vào trang YouTube Trần Amen TV. Trong kênh Amen TV có nhiều chuyên mục sẽ giúp cho quý vị dễ theo dõi chương trình. Và khi theo dõi, quý vị đừng quên bấm nút subscribe để ủng hộ cho kênh. Quý vị cũng hãy nhớ bấm chuông để cập nhật thông tin mới nhất từ chương trình. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị, xin kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần an lành, vui vẻ và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.